Rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Shipper Bien Vespa. Cả nhà thấy Duy mặc một cái áo này hơi lạ đúng không? Đây là một cái áo túi xéo sản xuất năm 66 gì đó. Và chiếc áo này trong tình trạng đẹp, nhưng mà nó ở một cái nó có cái vết như đây. Giá của chiếc áo này tặng với cả cái đai này là 3 triệu. Đây là một cái đai TB đeo. Nó cũng cũ rồi, cũng hơi lỗi rồi. Để cho anh em nào thích mặc theo kiểu phong cách anh em hiệp hội đồ lính miền Bắc hay thích mặc áo này với đeo cái đai này thì nghiên cứu thôi. Một chiếc chuẩn xưa, đai chuẩn xưa, hàng cấp phát quân đội Mỹ xài trong chiến tranh Việt Nam xưa. Giá cả bộ này là medium soft, là áo và đai là 3 triệu. Tiền trong cái clip này Duy giới thiệu luôn hai chiếc áo ha. Một chiếc là còn nguyên lót 2024, chiếc áo này sản xuất năm 2024, anh em tin không? Đây là một cái đánh cháo khái niệm, tức là như thế này. Như tớ đang đánh cháo khái niệm là đây là một cái áo có cái lót rất là mới. Tớ đem tớ gắn vô cái lót áo cũ, xong tớ nói đây là một cái áo mới vì cái lót nó mới. Đó là một hiện đánh cháo khái niệm. Rất nhiều anh em mua hàng trên mạng thấy bị đánh cháo khái niệm. Nó gắn một cái lót mới vô xong nói cái áo này mới lắm anh ơi, cái lót còn chưa độ ron thế này thế kia. Thì rất nhiều người mua với giá hoặc là giá cao hơn giá ngoài quy định. Hai là lấy cái lót thật gắn một cái áo giả. Đồng hồ cũng vậy, đồng hồ cũng là ví dụ lấy cái ruột xịn gắn một cái vỏ giả, lời cái vỏ thôi anh em. Một cái vỏ xịn, vỏ giả nó rẻ hơn rất nhiều thì mình mua cái toàn bộ máy xong về mình lắp vô một cái vỏ giả tạo ra một cái đồng hồ giả được không? Được. Lấy đánh cháo khái niệm là gì? Ví dụ như đây là một cái bao phát quang sản xuất năm 1966. Rất nhiều anh em biết dòng hàng phát quang này. Bây giờ mua một cái Ontario đời mới, bây giờ cũng chuẩn của Mỹ, nhưng làm cho nó cũ đi và gắn vào cái bao này, nó hàng xưa năm 1966 được không? Được. Và cái điều này tràn ngập trên mạng. Nên tớ nghĩ là thiệt ra thì mình không thể đổ lỗi trách cứ khi mình sập hầm được, nhưng mà hãy là người mua hàng thông minh, chọn cái kênh uy tín, chọn người uy tín, xem những cái bài họ đã đăng, xem có ai phản hồi về chất lượng của họ hay không, hỏi những người xung quanh. Và quan trọng nhất là có dám bao đầu quay hàng không. Ví dụ như tớ bán một cái áo là 8 triệu, sẵn sàng bay đầu cho anh em bất cứ lúc nào 7 triệu, anh em mặc cũ hơn 4-5 triệu cũng được, 1-2 triệu vẫn mua thu được sợi dây kéo, ok. Đó là lý do tại sao tớ không bán đà hàng nhiều. Nhiều các anh em nói sao Duy không livestream bán là hàng đâu ra nhiều mà livestream, hàng lấy đâu ra hàng xịn nhiều mà livestream. Anh em phải tự hiểu chứ. Một bộ đồ chuẩn cút nổi túi xéo thì nó tớ mua rẻ nhất để gọi là sưu tầm 30 triệu, tớ mua của Tiến Trần ở Bảo Lộc. Thì anh em hỏi làm sao tớ ba hỏi làm sao mà tớ bán 32 triệu được, tớ phải bán 40-50 triệu ha, mà thậm chí là không bán. Vậy thì lý do là nó là như vậy đó anh em. Thì làm sao có bộ cúc xéo xịn mà bán 4-5 triệu được, 10 triệu được, đúng không, chính xác không? Đó, nó là như vậy anh em nha. Nên ra mình hãy là người tiêu dùng thông minh, không có đồ thật mà ngon bộ rẻ ha. Chỉ có những người họ quá kẹt tiền, họ không bằng thế đâu, hay là ăn cắp được bán với giá rẻ thôi, còn ngoài ra không có gì ngon bộ rẻ hết. Ok, và đây là một cái áo tớ tạm đánh cháo khái niệm. Tớ dùng một cái lót mới, nhưng mà cái lót này nó rất đặc biệt là nó cùng màu xám với cái lót xám của hàng này. Và giá của chiếc áo này là 8 triệu. Tớ đang chào cho một bác lớn tuổi ngoài Hà Nội, 70 tuổi rồi. Bác nói là để bác có lương bác sẽ lấy cái áo này. Nhưng hôm nay Duy vẫn review cái áo này lên. Mình chủ yếu là mình cũng quay cái clip này để cho bác thấy và cho con cái của bác xem. Đặt trường hợp là bác có thể là người mua đầu tiên trước khi anh em mua luôn đó. Đó, để tớ đánh cháo khái niệm ha. Và đây là cái lót của cái áo năm 2004 luôn anh em nè. Thấy chưa, nó năm 2004. Và đặc biệt là nó màu xám, cộng với chung cái lót ring của cái áo năm 1968 này cũng lót xám. Đây là chiếc áo sau khi Duy lột lót ra cho anh em xem. Small short năm 1968, lót xám, khóa đuôi cá của hãng Command, khóa cổ. Mọi thứ của chiếc áo này gần như đẹp hoàn hảo. Màu của chiếc áo này nó mới trên 90% nha anh em. Đây là những cái chi tiết thể hiện rằng áo còn rất rin đẹp, kể cả sợi dây khóa này cũng là rin nha anh em nha. Anh em thấy đầu khóa còn rất đẹp, không bị tưa rách, mọi thứ rất là hoàn hảo. Và kể cả những cái khuy đồng, mọi thứ vẫn còn rất là chắc chắn. Áo nó chỉ có một chút xíu lỗi ở đây, đó là nó có lỗi bạc màu dơ và có một cái vết lũng ở ngay bát tay này thì tớ cũng đã chấm keo rồi. Nếu không có cái vết lũng thì chắc chắn nó sẽ nằm giá cao hơn rất nhiều nha anh em. Một trong những cái điểm hạn chế của áo này, và bên tay này cũng có một cái vết như vậy. Rồi, tem của áo đây thì nó có bung hai đường chỉ góc, anh em cần thì tớ vẫn sẽ đạp lại cho anh em ha. Túi là túi trắng, áo này còn trong tình trạng là đẹp hoàn hảo ngoài những cái lỗi tớ mới nêu ra đây. Và số đo của chiếc áo này là vai 51, tay là 60 cm và lưng là 75 cm.
phù hợp cho những bác nào có cân nặng từ 65 đến 72 kg và cao 1m65 đến 1m72 là chuẩn đẹp luôn em. Đây là lưng chiếc áo đẹp hoàn hảo nha anh em. Rất đáng để sưu tầm và giá của nó là 8 triệu. Tặng anh em chiếc lót sản xuất năm 2004. Và tớ quay cho anh em thấy những cái cúc đồng của nó luôn nè anh em. Đẹp hoàn hảo và rin hết luôn nha anh em. Không có lai lô bất thứ cứ gì. Đó, và kể cả túi nó cũng còn rất là trắng và sạch anh em ha. Túi trắng, hàng hoàng. Giá là chuẩn 8 triệu. Đương nhiên là giá này là chuyển đổi. Còn nếu anh em COD thì đặt cọc 500 ngàn. Tớ vẫn sẽ thu 8 triệu còn lại anh em ha. Trong cái clip này tớ so sánh luôn với anh em. Đây là một cái áo mới hơn áo này rất nhiều. Áo này chỉ tầm trên dưới 90% màu. Áo này đến 97% màu. Em thấy màu của chiếc áo này không xanh bằng chiếc áo này. Lý do là cái áo này là của hãng Alpha sản xuất. Còn chiếc áo này giá là 13 triệu của cái hãng. Anh em đọc tiếng Anh được thì đọc giùm tớ ha. Và anh em nào quan tâm về chiếc áo 13 triệu này thì hãy con Duy sẽ gửi riêng. Hôm nay Duy chủ yếu là review về cái áo này. Và tìm trong cái clip này luôn. Gửi đến anh em trước ha. Anh em nào quan tâm con Duy, Duy khỏi phải mất công đăng. Một chiếc quần M65 sản xuất năm 1967 size small sock. Ha, có cái dây khóa nhôm rất là hiếm nha anh em. Sản xuất quần M6, quần thì anh em biết rồi. Áo ta mặc ta cất được cái quần mà lết cái mông xuống là nó chà, nó rách, nó cũng nó bạc màu. Và đặc biệt ở bạc mông, cái quần này mới hoàn hảo đẹp luôn anh em. Không gọi là mới hoàn hảo nhưng rất hoàn hảo ha. Và nó đã xài rồi, màu của nó cũng tầm trên 90% ha. Nhưng mà nó liền lạc không bị lũng đắp. Giá của chiếc quần này là 6 triệu rưỡi. Ok, cảm ơn anh em đã xem tin. Nếu được thì đăng ký kênh cũng như nhấn chuông theo dõi của mình. Áo 3 triệu có một cái dây đai bức mẹ lên trâu rồi. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em.